Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin trả lời tư vấn của một bạn để lại cái comment ở phía dưới. Cái việc trả lời tư vấn tôi sẽ từ từ và rất chậm trả lời cho quý vị và các bạn trong hàng loạt những video. Dĩ nhiên trong cái việc câu hỏi thì mang tính chất riêng tư, tuy nhiên thì tôi cũng ráng cố gắng lồng cái riêng tư này vào bản chất luật và tặng cho tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Câu hỏi của bạn như thế này: em xin chào chị, em cũng mới tâm sự với em gái của em và em kế, nó nhờ chị Thu tư vấn về luật hôn nhân gia đình cho em gái của em, rất vui và cảm ơn chị Thu rất nhiều. Chị ơi, cho em hỏi thêm vài vấn đề nữa nha chị. Đặt ví dụ như giờ em gái em muốn ly hôn với chồng mà không phân chia tài sản mà thỏa thuận khi nào chồng có vợ khác hoặc không em gái tiếp tục ở đó nữa mới phân chia tài sản sau ly hôn. Em gái của em muốn vẫn được ở đó để hỗ trợ nấu cơm, đưa đón con đi học, và khi chồng đi hay đi nhậu về thì các con về có cơm ăn. Còn phần tài sản thì chỉ kê khai ra để sử dụng chung, không được bán hay phá hoại. Dù tình huống nào, nếu bên nào làm phá hoại tài sản chung thì buộc phải mua bù đắp lại, hay khi ly hôn có hiệu lực thì buộc em gái em phải dọn đi, vì em gái muốn hai vợ chồng ly hôn trong im lặng, vẫn giữ môi trường đầy đủ cha mẹ. Như vậy có được không chị? Và ý của em gái em, mong chị giúp đỡ. Và em gái em chân thành biết ơn chị. Em gái em học vấn không cao được nên cũng không am hiểu pháp luật. Hai chị em muốn được tư vấn mà không biết hỏi ai, giờ gặp được chị cũng là cái duyên với tấm lòng thành. Em xin chúc chị cùng gia đình có nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn đã tin tưởng tôi. Thật ra thì đối với trong một số vụ việc, vụ án ly hôn thì tôi vẫn là người phụ nữ được nhiều chia sẻ hơn so với các luật sư nam đồng nghiệp. Cảm ơn em. Và trước khi trả lời câu hỏi của em thì tôi quay lại vấn đề luật một chút xíu. Trong giữa vợ chồng thì có ba mối quan hệ. Thứ nhất là về mặt nhân thân, tức là kết hôn đó, sau đó rồi ly hôn. Thứ hai là về con chung. Thứ ba là tài sản chung. Như vậy thì khi mình khởi kiện ở tòa án thì mình có quyền chọn. Ví dụ như bây giờ hai vợ chồng người ta không có con và người ta cũng không có tài sản gì hết, thì họ có quyền khởi kiện đến tòa yêu cầu để ly hôn. Chỉ một vấn đề: ly hôn và ly hôn, chấm hết. Còn trong một số trường hợp là họ bảo rằng là bây giờ ly hôn nhưng mà giờ có một đứa con duy nhất, hai vợ chồng chỉ có một đứa con duy nhất, và họ khởi kiện lên tòa, chị vợ bảo khởi kiện lên tòa, chị bảo rằng là bây giờ em xin ly hôn và em xin được nuôi con. Ông chồng bảo không, ông phải nuôi nó, trực tiếp nuôi nó, và thế là phải xác sinh tranh chấp. Cái việc ly hôn thì đồng ý, nhưng cái việc tranh chấp con chung và chờ phán quyết của tòa. Như vậy luật sư đưa ra cái ví dụ thứ hai là chúng ta có thể hai vụ kiện trong cùng một hai cái mối quan hệ trong cùng một vụ kiện. Và vấn đề thứ ba, hai vợ chồng lấy nhau tài sản nhiều quá, thứ nhất là xin ly hôn, thứ hai tranh chấp cả con chung luôn và tài sản chung, và họ đó là liệt kê cái gì các bạn biết không? Tất cả tất tần tật, vừa xe nhà, vừa sổ tiết kiệm, vừa nhà, vừa đất, tất cả. Và chúng ta cũng thấy trên báo chí rồi. Có thể về cuộc chiến về ly hôn đồng ý, nhưng cuộc chiến về con chung đồng ý, nhưng tài sản thì bất phân thắng bại. Ngày xưa là của chúng ta, bây giờ là của anh, của em đấy. Trở lại vấn đề của em, hai em, tôi tạm cho là như vậy. Trở lại vấn đề của hai em. Trong trường hợp này, khi
em ly hôn với chồng thì em có quyền không chia tài sản chung. Và trong cái quy định của pháp luật về mặt dân sự, chúng ta có những cái quy định và những cái quyền, chúng ta có quyền thỏa thuận tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Khi chúng ta ly hôn, chúng ta lên tòa, chúng ta không thỏa thuận được thì chúng ta có quyền khởi kiện lên tòa. Và bất cứ lúc nào, nếu trong trường hợp em không thỏa thuận được tài sản thì em có thể khởi kiện lên tòa, yêu cầu tòa chia ly hôn, chia tài sản chung sau ly hôn em ha. Ví dụ tôi đặt trường hợp năm nay là năm 2019, năm 2018 em và chồng em ly hôn, tuy nhiên cả hai đều thống nhất để nuôi dạy con trưởng thành. Đó là một cái điều rất là hoan hô, chị cũng tán đồng ý kiến. Tất cả chúng ta có những cái riêng, nhưng cái chung chúng ta để cùng nhau chung tay gánh vác cái nuôi con chung đến trưởng thành. Và trong câu chữ em nói đó, khi mà em muốn ở lại để chăm sóc con, khi chồng em say xỉn về thì em có cơm, nấu cơm nuôi cho con, hoan hô em. Và như vậy, ví dụ tôi cứ tạm cho là em ly hôn từ năm 2018, thì trong cái quyết định, cái phán quyết của tòa, quyết định hoặc bản án có ghi nhận giữa ly hôn và con chung, còn lại tài sản chung các em tự thỏa thuận, tức là tụi em không đưa cho tòa xử. Tới năm 2019, nếu cảm thấy rằng các em thỏa thuận được, ví dụ như em và ông xã em, ông chồng cũ của em đã ly hôn, thỏa thuận giá trị căn nhà là 1 tỷ, em nói thôi được rồi, em không thể sống chung ở đây được nữa, và em sẽ nhận một số tiền 300 triệu, 400 triệu và em đi chẳng hạn, hoặc là em sẽ lấy cái căn nhà và đưa tiền cho chồng em đi. Thậm chí người chồng sau khi mà có một cái cuộc hôn nhân mới, ông bảo rằng là thôi em cứ ở đây, tôi sẽ ra đi. Thì như vậy là cái việc thỏa thuận tài sản sau khi ly hôn không nhất thiết phải ra tòa. Còn nếu trong trường hợp các bên không thể thỏa thuận được thì nhờ tòa chia thôi. Em cứ yên tâm, em cứ ở đó nuôi con đến khi nào con cái, và khi nào các em có thể không thể ở được chung với nhau nữa thì chúng ta sẽ đi đến một cái đường thỏa thuận tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn, hoặc khởi kiện ở tòa để yêu cầu tòa án tranh chấp. Tôi làm vậy đó. Nhiều người họ bảo tôi vậy chứ luật sư ơi, sao luật sư nói chuyện giống như là không có những cái gọi là những cái căng thẳng trong cái cuộc chiến giành con, cuộc chiến tranh chấp về tài sản. Tôi bảo bản thân cái nghề nó đã vất vả rồi, thì tôi vẫn thường đưa cho một cái khách hàng của tôi một sự bình an nhất định. Hy vọng rằng là còn, nói chung là nếu các bạn mang tính chất thắng thua, được thôi, luật sư vẫn, vì đó là cái nghề, tôi vẫn muốn 90% thắng mà. Tuy nhiên nếu trong trường hợp các bạn hiểu không, nếu chúng ta thắng, người đã từng đầu óc tay gối thì chúng ta cũng rất là đắn đo chứ không. Thôi thì thông qua những cái video này, tôi gửi đến hai em đã tin tưởng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hy vọng rằng trong năm 2019, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta đã đi hết toàn bộ 63 tỉnh thành và đến những gia đình, những cái trụ cột của gia đình, những người nào đó cần phải am hiểu pháp luật, mà đặc biệt trong cái cuộc sống hàng ngày như là thừa kế, như là di chúc, như là khai sinh, hộ tịch chẳng hạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn, những người xem chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, nhiều sức khỏe.